オフロードも三菱の SUV というのはあのすごく大変、強い力強い走りができます。À, vì vậy hy vọng tôi sẽ trở thành một cái cầu nối cả trên on road và off road giữa công ty ô tô Mitsubishi với các công ty ở đây. Và tất nhiên tôi hôm nay tôi sẽ lái thử và cũng rất là hy vọng là quý vị sẽ có một buổi lái thử rất an toàn. Xin trân trọng cảm ơn.